Vâng, em Hiếu xin mến chào đổi bác nha. Thì trong clip này Hiếu Minh tiếp tục review và giới thiệu với bác một sản phẩm của là cực kỳ chất, phục vụ cho anh em là chuyên loa. Những bác nào chơi những đôi loa lâu năm thì các bác mua những sản phẩm dưỡng gân, dưỡng màng cao cấp. Hôm nay Hiếu Minh review. Và trước mắt các bác đây là mẫu dưỡng gân và dưỡng màng được chính hãng nhập khẩu bởi công ty DB và JD nhé. Tại sao các bác để kênh em bán loa bãi 7-8 năm nay rồi, nghe bán thiết bị âm thanh cả chục năm nay rồi, nhưng 7-8 năm nay mà bán loa bãi bao nhiêu thế mà các bác cứ hỏi dưỡng gân mình không nhập về? Tại vì em sợ, nhưng ở đây Hiếu Minh sợ là sợ nhập hàng trôi nổi thị trường ấy, là về là thứ bác không hiểu đâu về nguyên tắc của nó. Giống như là nước hoa ấy, thì các bác mua lại rẻ lại một kém chất lượng về ấy, là cái dưỡng này nó nhanh khô lắm, nó nhanh khô đấy, nhưng nhanh khô để người ta còn bán tiếp đó, thứ nhất. Cái thứ hai là loãng, nó không đặc đấy. Dưỡng bên em cực kỳ đặc, nhưng anh em có thể hòa thêm tí nước nữa vào vẫn ok nhá. Đây em sẽ quét đặc cho anh em nhìn. Và thứ ba nữa là sản phẩm trôi nổi này em cũng ngại, vì bán cái này thì bán được 100ml này, dung tích 100ml này Hiếu Minh đang bán so với thị trường em bán rẻ một tí, để em được có 50.000 thôi. Em đang bán 195.000 đồng trên một lọ 100ml này, tặng kèm chổi đây. Đấy, tặng kèm chổi này. Chổi có quét nhá. Đây là dưỡng gân không nhá, màu sữa này. Còn dưỡng màng là màu đen này. Thì các bác mua hai lọ, nghĩa là bác mua lọ hai lọ kiểu nào cũng được, bác mua một combo là một dưỡng gân một dưỡng màng cũng được, mà mua hai lọ dưỡng gân được thì em đang bán là 350 bao ship nhá. Nghe bác mua hai lọ thì rẻ được mấy chục nghìn, rẻ được khoảng gần 50.000. Đấy, nếu mua hai lọ thì ưu đãi hơn. Một lọ 100ml đầy anh em nhá. Đấy, để theo hồ dùng. Một lọ này các bác dùng được khoảng độ 4 cặp loa, khoảng 3 đến 4 cặp loa ở đó, khoảng đó. Thì lọ em rất là đặc, về các bác có để nó hòa thêm một tí nước nữa vào cũng được. Các nhá, hòa thêm một tí nước thì lọ nhà em rất đặc. Những đơn vị khác họ để đá hòa nước thì trước em không nói được, thì cũng nói nhưng mà lọ nhà em đặc nên là các hòa thêm nước. Và sản phẩm hàng nhập khẩu nên là em tự tin luôn, vì nhiều khi em trước khi em bán kiểu như pin sạc vậy, trước khi em bán thị trường cũng như pin sạc em đang bán là 350 một bộ, các chỗ khác có chỗ bán có gần 270 bộ, nhưng mà báo cáo bác là bán xong nó còn uy tín nữa cơ. Bán em muốn là lan tỏa bác là em bán sản phẩm dưỡng gân loa phụ bác đây, để các bác mua xong dưỡng gân loa nhà Hiếu Minh các bác có mua em ủng hộ đôi loa các thứ cơ. Và dưỡng gân loa là thiết bị không thể thiếu được, nhất là các bác dùng loa. Và từ lâu em đã em định nhập từ lâu, nhưng mà đến hôm nay mới nhập được về. Em quay cho các em, quay cho anh đấy, quay tập trung vào anh nhá. Và hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác nhá, là các bác vệ sinh này. Trước khi dưỡng là bà dưỡng gân màng hay là gân này, là bác phải vệ sinh cho em loa đi, vệ sinh sạch hết bụi đi. Như con bát này của em này, các bác nếu như bác mà không để gân loa nó quá khô thì nó rách cả màng này. Như cái này em để thực tập cho các bác thôi này, cái đôi này là hàng zin của em nhá, cái này của súp ấy đây, súp này là súp súp TD đây, quả súp TD nhà Hiếu Minh đây, nó khô quá rách cả màng này, tự rách luôn, nó giòn quá, nó mất hết dưỡng đi, nó giòn, nên là em khuyến khích các bác là lên mua dưỡng để nó để cho các bác dưỡng hết cái màng này, để cho nó hoạt động nó êm ái, tiếng bát nó mềm, nó sâu hơn, và nhất là màng loa sẽ nó cứng cáp và nó có độ lẩy hơn, nhớ bác nhá. Đây các bác này, em sẽ thực tập luôn cho bác nhìn dễ nhìn nhá. Đây. Đây của em, bác nhìn này, em bóp ra này. Đặc sệt này, đặc quá bác. Đặc quá, đặc ống. Bác nhìn keo nhà Hiếu Minh này, đặc sệt này. Bác mua đơn vị khác làm gì đặc như này, đây em bóp cho bác một ít, bác nhìn này. Dán băng dính à? Vậy dán băng dính à? Ui giời ơi. Ừ. Đây bây giờ băng dính sợ nó rơi không à. Đấy, bác nhìn này, dưỡng nhà em này. Các bác về có thể hòa thêm nước nhá, để cho nó nghe được nhiều hơn. Còn lọ nhà em nó cứ đặc sệt như này bác này. Đấy, đặc lắm, bác quét rồi lắm, nó khác hẳn đơn vị khác đấy nhá, bán giá hợp lý vì em đã không bán làm thôi. Em làm là em phải quét làm cho bác chuẩn chỉ. Đấy một điều em muốn nói nhá. Này, giỏ có một ít thôi bác quét tận đời đây, nó đặc sệt luôn bác nhá. Của em đặc lắm. Các bác mua loa, các bác làm nhất là những loa đắt tiền, các bác em khuyến khích các bác hãy dùng dưỡng gân, vì không dùng dưỡng gân thì bây giờ vụ như rách cái gân như em của em đây, cái bát này bát bãi xịn luôn. Đi thay cái gân kiểu này thôi nhá, đi thay mất 400-500 một cái gân này, không rẻ đâu nhá. Cái gân vải tầm dầu đắt lắm đấy bác nhá. Chưa kể nó mục màng. Nên là các bác dưỡng gân dưỡng màng cho loa, thứ nhất là dùng nó tốt hơn, chất lượng hơn. Em lần đầu tiên em quét kiểu này các bạn. Cũng là lần đầu tiên thực hành. Nên nó cũng hơi luống cuống tí các bạn. Nhưng mà người chân thật. Đây bác rất nhiều luôn, bác quét bác có thể hòa thêm cho em một ít nước nữa. Dưỡng gân nhà Hiếu Minh nó đặc lắm. Đây đặc sệt này. Nó đặc hơn cả sữa một tí nhá, nó đặc hơn cả sữa này.
đặc hơn sữa một tí, bác quyết một ít thôi. Chung gờ dưỡng gân này thực nhiều lắm ạ, đặc này dưỡng nhiều lắm. Đấy em quét bác này, để con quét đang quả bát là 40 đấy. Xong bác phơi lắng cho Hiếu Minh là khoảng 4-5 tiếng. Lấy cho anh quả đèo đen ra đây. Cái này dán băng dính rồi. Em dán băng dính là sợ gửi đi xa là các bác gửi xa nó bị bung, nên em cẩn thận em dán băng dính các bạn. Đây các bác lắp cho em vào đây này, bó dễ bác nhá, lắp vào đây này. Xong bác bó vào đây. Đấy bác nhìn cái dưỡng nhà em này. Nó đặc quánh. Nó khác hẳn với các đơn vị khác nha, nó đặc quánh này. Các bác lên em khuyến khích các bác lên que lên là hòa thêm một tí nước nhá, vì nó đặc lắm. Nó khác hẳn đơn vị khác bán. Đơn vị khác bán khi bóp ra nó loạn, các bác dùng rồi bác biết rồi gì nữa. Tất cả những bác nào đã mua dưỡng gân bác biết. Còn đây nhà em là để nguyên chất luôn. Đặc sệt bác nhận hàng, bác kiểm tra thoải mái rồi thanh toán bác nhá. Thì nó chả đáng bao nhiêu đối với Hiếu Minh đâu. Chẳng qua em bán thêm, thứ nhất là để lấy tương tác, các bác mua loa mua đồ nhà em thôi. Quét lên đẹp không? Đáng choang luôn này. Đấy. Đặc sệt. Đặc này hòa thêm ít nước thì nó đẹp hơn, là tốt hơn. Hơi đặc quá. Hôm nay em hướng dẫn các bác là vệ sinh ở là vệ sinh loa này, dưỡng gân dưỡng màng loa luôn các nhá. Đấy, cái lón xong đi vệ sinh xong thì cứ bác cứ làm đẹp như này, đảm bảo chất lượng luôn bác nhá. Dùng bất kỳ tóc rồi đây. Dưỡng màng thì sẽ tốn hơn một tí thôi, dưỡng gân vì là biết dưỡng màng dưỡng cả cái màng nó sẽ tốn hơn. Nhất là anh em đi sự kiện, anh em có dòng súp nào bác dưỡng lên cái bát nó khác hẳn luôn. Bát nó khác, nó bền hơn, nó mềm hơn. Nó bảo vệ cho màng loa, cả chống nước luôn. Đấy, nhìn sau khi kết quả đây. Mấy phút rồi? 7 phút rồi. Để không có quay thời gian, không quay được dài nên em mình quay ngắn, ngắn, dài để review cho bác chi tiết. Có phân tích dòng dưỡng gân loa cao cấp. Lưu ý đang khuyến mãi nhá, 350. Gồm cả dưỡng gân dưỡng màng, nghe một combo hai chiếc này là 350.000 đồng, thì mình bao ship này 100ml nhá, thể tích nhà Hiếu Minh 100ml nhá các bác nhá, 100ml đấy, các đơn vị khác bán nhá. Còn nếu mua một lọ là 195.000 em bao ship, lấy hai lọ thì em gọi là ăn lãi mỏng hơn một tí nữa, thì công làm lãi thôi. Anh em có nhu cầu liên em nhá, ở đây em đã gọi là chuẩn bị sẵn rồi. Thì hôm qua mình quay một tí này, em đã đóng hôm nay mấy chục đơn, được 20 đơn, 20 bác lấy. Những bác nào dùng hoặc là từ ngày mai là em sẽ bán những loa bãi nhà em sẽ tặng kèm cho anh em dưỡng nhá. Nhất là lô loa nào về mà em cảm thấy là cần thêm dưỡng em sẽ kỷ niệm cho anh em lọ dầu dưỡng nhá. Anh em mua loa đời Hiếu Minh đợt này em sẽ tri ân cho anh em. Đẹp ngay các bác ạ. Đặc lắm, cái màu sữa này đặc lắm. Các bác nhận hàng các bác cứ xoáy ra kiểm tra xem bảo bên em đặc không. Đặc sệt luôn nhá. Hàng nó đặc sệt và các lý nhân này em gửi đi cho bác là em sẽ quấn băng dính trong cái vòi này để cho nó chắc chắn đấy. Anh em về anh em bóc ra. Đấy, xong rồi cắm vào cái vòi cái bóp ra. Hòa có thể hòa thêm một tí nước vào để cho nó gọi là được thêm, thứ nhất là thêm nhiều hơn, cái thứ hai là nó giảm đi độ đặc sệt ấy. Anh em dùng được nhiều hơn. Đấy, hôm nay thì mình quay review trực tiếp cơ bản xúc tích cái dòng dưỡng gân loa cao cấp chính hãng của đơn vị Hiếu Minh Đô nhập khẩu về. Anh em có nhu cầu thì liên hệ đơn vị Hiếu Minh Đô nhá.